Vâng, xin mời chào các bác nhá. Thì hôm nay bên em lại đến nhà anh Lập tại xóm Đình, Đại Bản, Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội lắp một combo của dàn. Thì ngày hôm nay thì mời các bác xem qua không gian nhé. Không gian nhà anh ấy thì toàn là kính đấy. Toàn là kính xung quanh. Về sau nếu mà mở ra là rất là đẹp, mở ít đèn nháy nháy là người ta đi qua như kiểu sân khấu ấy. Đấy. Thì nhà anh trước đấy là có một đôi Eric này, Eric Bass 25. Thì bên em đến là treo luôn cho anh. Thì combo hôm nay bên em đến là lắp cho anh gồm một đôi loa mã đây là DB LX S32. Đấy. Loa thì bên em cũng treo hết cho anh rồi, treo ti nhé các bác nhé. Các bạn là không có chỗ nào để treo giá rồi, chỉ có treo ti thôi. Toàn xung quanh bốn bức tường là kính hết rồi. Nhà thì đang hoàn thiện chưa có gì cả. Đầu tiên thì mời các bác xem qua tủ máy. Đấy, đầu tiên là một chiếc mic DB K6000 và một chiếc vang số xử lý âm thanh Pro 2 của DB Acoustic, và một chiếc quản lý nguồn FP10 Plus, một chiếc đẩy 4 kênh H4.10 Plus và một chiếc súp 715 S của DB Acoustic. Thì ngày hôm nay thì bên em là đến lắp cho anh thì toàn bộ là đồng bộ hết. Đấy. Thì sau đây mời các bác thưởng thức âm thanh sau khi em đã căn chỉnh xong cho anh nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.